đôi giày cao gần 3 tấc trong truyền thuyết đã giúp Hòa Minzy nổi bật trên thảm đỏ sau thời trang. Sở hữu chiều cao 1m55 nhưng nữ ca sĩ trông không khác gì những người mẫu cao 1m8. Thế nhưng khi bỏ đôi giày ra thì đây chính là những khoảnh khắc vô cùng hài hước trong hậu trường sau thời trang Bình Minh diễn ra chiều 7 tháng 1 năm 2021. Hòa Minzy diện bộ váy của nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son, khoe thân hình đồng hồ cát và không quên đi đôi giày cao gần 3 tấc của mình. Trước đó, dân mạng từng không ít lần choáng với những đôi giày cao gót thuộc hàng khủng của Hòa Minzy. Dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn, nhưng cô nàng luôn tự tin và biết cách tỏa sáng khi xuất hiện tại sự kiện hay biểu diễn trên sân khấu trong những đôi giày cao liêu nghêu. Và dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, nhưng nữ ca sĩ lại có sở thích đỏ dáng cùng các hoa hậu chân dài. Sau show diễn, Hòa Minzy khiến chương trình một fan cười vỡ bụng khi chụp ảnh cùng với Hoa hậu Hồ Hennie và siêu mẫu Minh Tú với chiều cao khá chênh lệch. Cô nàng hài hước chia sẻ, mỗi năm một lần tôi lại đầu sánh nách cùng các hoa hậu. Năng lượng tự tin này xin gửi tới các bạn dưới 1m6 như tôi. Nữ ca sĩ còn tổng hợp hẳn một album ảnh đỏ chiều cao cùng các hoa hậu cười mẫu khác cùng chú thích. Người ta gọi đó là đam mê, mỗi năm sẽ lại thêm một tấm nhé. Bên dưới bài đăng của Hòa Minzy, khán giả hài hước để lại bình luận, đôi giày 30cm không cứu nổi chị tôi. Chị ở đâu em không thấy ạ? Tại hai chị hoa hậu cao chứ không phải chị thấp đâu nhỉ? Xin lỗi vì em tưởng Hòa đang ngồi. Hòa Minzy cho biết cô mong muốn truyền năng lượng tích cực cho mọi người, đặc biệt là những bạn nữ có chiều cao khiêm tốn như mình, hãy luôn tự tin và tỏa sáng theo cách riêng của mình.